Nếu mua robot thì các bạn có thể đến robot Việt Nạp thẻ cào Việt trong 3 giây đến 1 phút Chào mừng các bạn đã trở lại với Quý Trần Gamer Hôm nay tôi sẽ thực hiện thử thách của ông Hiếu Studio <laughs> Đó, thấy tình tài, tình dài, hai thằng đeo hay cái con gì là hiểu rồi đó là hôm nay tôi sẽ dùng tem EXP 1, 2, 3 để đi cái map đầu tiên luôn anh em Map đầu tiên của map Nam Miết. Lúc trước tôi không làm bởi vì tôi nghĩ là đem không được Tôi tưởng là mấy cái con mà nó giống tên với nhau nó không đem được anh em Ví dụ như hải tặc nè Những con cùng tên đâu đem được đâu Nhưng mà sao cái này đem được Ví dụ như hải tặc 2 nè ha Tôi lấy thêm hải tặc 3 nữa thì sẽ không được Nó sẽ báo là hải tặc 3 đúng không? Hải tặc 4 đây nè Ủa sao trang bị được ta? Bữa trước trang bị không được <laughs> Thôi bị ngáo rồi rồi vậy thì thôi, Hôm nay mình sẽ dùng cái tem ESB 123 để đi map Nam Miết nha. Đó, đi hai người luôn, hình như càng nhiều người tỷ lệ đội quần nó càng cao. Map đầu tiên, chỗ đầu tiên luôn. Rồi, vô. Vô 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 chúng ta đã quay lại tuổi thơ rồi, cái thời mà những cái con kinh nghiệm <laughs> 123 thì hồi xưa tôi cũng dùng con kinh nghiệm 3 tôi đánh anh em. Nhập code vô nó cho được cây chổi trà với con ESB 3 đó. <laughs> với 200 Robux gì đó, đó tôi nhập vô tôi có đó được con kinh nghiệm vô đó, kinh nghiệm này nó có cái đặc điểm là nó không upgrade được nha những cái con nguyên liệu khác vẫn còn upgrade được mà riêng cái kem em này không có upgrade được nó cái bất lợi là vô cùng to lớn đánh thì hai giây một lần nhanh đó nhưng mà không lên upgrade được à bật skill lên luôn cho nó đẹp thôi vô đó ngầu chưa <laughs> đó, ôi kinh nghiệm đầy đường nè một hồi đặt 5 con rồi mình thắng Mà sẽ được 5 con kinh nghiệm chăng 48 máu Ôi chuyện nhỏ Nét luôn nè Nó quy trời hơi bị máu đó Đặt tiếp một con Đặt con ESP5 đi chứ ESP1 ESP3 chứ Tao coi coi con 2 nó Nó đánh đám ra làm sao nha Con 2 là 10 đam 38 tấn công 2 giây Con 3 thì cũng 12 đam 38 tấn công 2 giây Rồi con 1 thì sao ta Câu 1 nó nhỏ dữ vậy <laughs> con 1 là 9 Tấn là 9 9 à 10 là 12 Vậy thôi nó chỉ khác nhau vào cái đó thôi Sức tấn công thôi Nhưng mà cái con 1 nhìn nó nhỏ quá ta Nhỏ xíu à <laughs> Nhìn em mấy như em bé Đó nay tôi cũng chưa bao giờ coi cái bản mặt của nó ra sao hết đó. đó giờ để tôi quay tôi coi kìa đó, 1 đây Đó cái nón giống phù thủy SB2 thì đội cái nón giống của SB1 Rồi con SB3 thì đội cái gà dương miệng uh, Xung quanh có những ngôi sao ghê chưa. Không biết cái con này anh lấy lấy ý tưởng từ cái con gì ra nữa. Nhìn lạ quá. À, nói chung Amin chắc cũng sẽ lấy trong cái chuyện tranh hay là cái gì gì đó. Nhưng mà kiến thức Anime hơi bị yếu thôi. Rồi đặt thêm vô, đặt thêm EXP vô bảo vệ căn cứ chứ. Không up được luôn. Có up được chứ. Ờ à, quên, này được mà. <laughs> còn còn cơ hội sống sót ta con <laughs> e b2 này lên một phát nữa coi hết tiền người ta chưa có tiền nữa Giết nó 500 tiền rồi lên đó maximum là được 16am nha tốc độ tấn câu là 1.6 giây 1.6 là nó cũng hơi bị nhanh đó <laughs> giây. Yeah, 1.6 giây và đánh 16am cũng được cũng không thấy nỗi nào thì cố gắng qua bên đây mới được không biết có qua nổi hay không đó đây lên ở bên đây cũng có này update lên nè tại level 1 ôi, quên đâu có lên được level khác đâu chỉ có level 1 thôi lên lên tiền lên tiền ô được được fb3 đang gánh tem chết dịch bấu vô full nữa kìa không biết có nên nét hay không nét nó ra tập thể sao chịu nổi ta hơi khoan đi <laughs> khoan hãy nét khoan hãy dừng tay lại 8 ôi rồi, rồi bắn chết queo rồi 68 chết dịch bấu vô full nó xuống rồi cái đây mấy con này không bắn được luôn lên bốn bố phun full 2 lên luôn cái này chắc chơi mỗi con bố dưới full 3 thôi quá bốn dưới full 1 2 đánh nó không nổi rồi ấy à quái nó vô nhà cái này phải chấp một con quýt nó đem vô nó hồi máu mới được <laughs> chứ không có con quýt hồi máu là chơi không lợi rồi Rồi, quá luôn một mình cho nó vô nhà luôn rồi đặt bún mắm luôn mới ghê chứ bây giờ nó đem theo con bún mắm thì mình xào ba một cái vàng esb chúng ta ờ, quên quên đem bún mắm theo đâu đâu có cấm sử dụng bún mắm đâu lên đó, 16 đam, 1.6 Thì cũng được, tính ra là 10 giây một, một cú đánh Thì tuy là không đánh AOE nhưng mà tốc độ đánh cũng nhanh Quá thì lên 80 rồi Mình thì mới có 16 đam thôi, bắn biết chừng nào nó chết đây Thôi, <laughs> tôi sẽ câu giờ để đồng đội tôi dùng bún mắm Đó. <laughs> Hai người dùng bún mắm thì không đủ tiền Cho nên đồng đội tôi sẽ dùng bún mắm Đó, anh ấy sẽ nuôi bún mắm và đặt thêm nhiều con EXP khác Nét nhanh chứ đồng đội <laughs> nhanh nhanh gì có có đồng đội quần không? <laughs> Đó con SB2 này lên luôn coi sao. Nó cũng được 14 đam Thì là con này là 16 RAM. 16 16 RAM, 14 vậy con này là sẽ là 12. Nó ấp lên luôn. Vậy là 12 thiệt rồi, 13. À 13 14 16. Đó ba con này khi ấp maximum là vậy. Mấy em này được có cái là em ấy không có nâng cấp level được, chắc chắn phải sử dụng ở level 1 thôi. Vô, rồi hồi bố vô full nữa chứ mùa này mà bố vô full nhiều vậy ơi, không biết có thắng nổi hay không đây đồng đội có coi gì cho đặt ra đồng đội ơi sắp ngáp ngáp rồi đồng đội ơi lên bố vô full nó xuống rồi kìa tám sáu bảy mươi ơi còn ai còn bố vô full ô oh, ok xong luôn rồi đó quá dữ xong 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 <laughs> giống như hồi mới đầu chơi game <laughs> lúc đầu chơi game tôi cũng không biết cái con này là con gì nữa anh tôi nói ô con này chắc đánh cũng được nè nhìn cái màu nó đẹp tại nó có lại có dương miệng nữa mình nghĩ chắc là một cái con vua gì đó chắc mạnh lắm tôi đem cho tôi đấy tôi bắn Ủa, sao bắn hoài quá nó không chết ta Ủa, xong cô cu trưởng nữa ờ, mà hồi xưa tôi cũng lấy con ESB này tôi đánh thiệt mới đầu vô chơi game lấy ESB đánh luôn mà đánh bắn quá chừng luôn bắn hoài không thấm gì ta rồi có tiền rồi tiền vô tiền vô lên 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 nó ấp mắt lên hết rồi hết tiền nữa rồi à, bảy tên 15 lăm rồi ôi đồng đội nét nhanh dữ vậy có đội quân hay không một <laughs> em nó ấp mắt hết luôn anh em <laughs> con này của mình chưa ấp chưa úp cái nào luôn ạ à. lên nó ngay cái chỗ vị trí chiến lược như thế này mà lại không ấp ray chỗ này ăn được nhiều nhất nè có quái lên bao nhiêu máu vậy ta nên cảm giác cứ như đang đi đua top Infinity quá chứ à, 80 Rồi, <laughs> ờ, Bữa tướng đi cài cái map Nam miếng này cực khổ lắm anh em đi đánh mà Kiếm cái con EB1 nó đánh ra EB3 Tới chừng có lần thì tôi đi kiếm con EB3 mà nó cho EB1 Đánh là phải 15 trận á Nó cho đúng có EB1 luôn, trận 14 luôn Tới trận thứ 15 là nói trong bụng là ra con gì cũng được Cái tên thì nó ra đúng con EB3 <laughs> cảm giác như Amin chơi xỏ mình vậy đó <laughs> lúc mà mình cần á thì nó không ra lúc mà mình có sắp đủ rồi á thì ảnh cho đúng cái con đó luôn tính ra những con những con một á những con ý không phải sp ấy những con quái này nè nam yết một này nè Rốt cột lại không cần thiết nữa thành ra dư thừa lúc thì thiếu lúc thì lại dư không hiểu nổi game <laughs> này không biết Amin có lập trình sẵn hay có chế độ đó không nó vậy cũng đánh được miếng nè rồi đó. Vô đi thế giới sb sb ngập tràn. Đâu chụp tấm hình làm kỷ niệm nè. Đó, vậy là nó, vậy là đẹp nè. Vô nó chụp hình làm thumbnail luôn. Rút kinh nghiệm làm này quay phim mới chụp hình sẵn mới được. Rồi quái nhiều máu ta. Chết chịch nó nãy mới 80 giờ lên 86 rồi. Đã lên gấp đôi rồi. Hơi căng hay căng. Up lên úp lên. Không đủ tiền để up luôn quái này lên máu gì nhanh chứ ta Mắp này hơi chua nha mới có 9 đến 15 mà anh em <laughs> phải mấy cái mắp sau còn có bot nữa chứ trời ơi, không biết đặt bot bot đánh bằng cách nào đây exp nở trên đường về đặt hết cái con đường này luôn đó mà càng quá càng quá còn gì ăn được không được rồi có mé một cái là ăn được à lên lên <laughs> một con exp thì chúng ta sẽ tốn là rưỡi là 900 950, 950 tiền để ấp mắt một con ESP cho bạn nào cần dùng esp 3 để đi Infinity. Mà chắc chẳng ai dùng đâu. hả bạn nào mà rảnh rỗi mà muốn dùng esp 3 để đi Infinity thì là bạn chỉ cần 900 tiền một con thôi. Đó, đặt được hết luôn. À một hồi esp 2 với 3 với esp 1 hình như cũng cần này nghe. Đặt hết mắt 8 con rồi thì phải đặt cái con loại 2 và loại 1 thôi. <laughs> ăn được bao nhiêu đam thì ăn nhưng khả năng cũng phải đặt thôi lên đó, bây giờ thì hiện tại vẫn đang gánh tem tốt quay 10 tên 15 giờ vẫn chưa có quái xuống 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 nó xuống rồi kìa đó, không sao không sao ESB thì nó không có đánh AOE những cái con mà nguyên liệu thì nó có nha nguyên liệu thì nó có nhiều loại lắm có con đánh AOE có con đánh chảy máu nha có con đánh tên không chảy máu nữa nếu mà tem nguyên liệu đi máu này thì khỏe nha anh em tem ESB thì tôi không biết cái tem nguyên liệu là đi khỏe đó nó có nhiều thành phần lắm Chúng ta có cái kia ấp mắt hết trơn nè vô 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 này mà không mắc nữa là là, là nó thiệt hại nặng nề lắm thôi mà 10 qua dễ dàng quay 10 tên 15 <laughs> có tương lai có tương trao có tương trao ở tám con eb3 rồi giờ phải đặt eb2 thôi nè đó thì ra là như vậy cũng cần tôi tưởng là không cần thiết ai gì cũng phải cần ôi oh, 1 nữa nè đáng lẽ phải đặt tên đây hắn ta đặt mười 16 con ba rồi tới con hai rồi con một đặt cho nó đều cho nó đẹp sửa sửa lại đồng đội ơi sửa lại đồng đội ơi đây tôi bán mấy con hai con một đây nha đó đặt theo thứ tự đi cho nó đẹp con hai đây đúng không con hai đây xong rồi mình con hai đây đó vô con hai xong rồi tới con một đó, nó làm nó mới thấy tình tự với nó mới có tính thẩm mỹ xíu hết tiền rồi hết tiền tiêu rồi ơi còn cái lỗ trống này sao đây hết chỗ nhét rồi Để uhm, tôi bán con này tôi đặt dưới đây vậy đó vô cho nó có tính thẩm mỹ xíu anh em đó đẹp cho exp trên đường đi đó, để chỉnh gì nè nhìn đó, đó, đó. <laughs> toàn là những câu kinh nghiệm không 11 tên 15 rồi <laughs> Quá dẫn đi lang thang Cái hàng đầu tiên là cái hàng đam mạnh nhất Cái này cắm cái lỗ thôi để tôi nhét con SP2 vô vậy Đó, Vậy đi à, Không nhét thì nó Thấy nó thiếu thốn quá Tổng quán quá 11 đến 15 giờ chúng ta sẽ qua 12 đến 15 Hơi bị ghê Vẫn chưa xin nghe gì hết á Nhưng mà quái nó qua là nó qua luôn rồi à. Coi quái bao nhiêu bao nhiêu máu đây ta 160 chuyện nhỏ Nãy giờ quái 160 không mà ta vậy là khả năng là sẽ có boss, nếu mà máu mà nó điều điều như vậy thì nó sẽ có boss ra 160 thì 16 con 10 con 10 con ESP đặt là sẽ nát bét ngay <laughs> cũng không sao mỗi con tán một cái thôi rồi đặt tiếp ESP2 up upgrade làm gì cho hết tiền không rồi đặt xong up esp 2 xong cái đặt esp 1 <laughs> hoa nở trên đường về <laughs> hơi bị ghê ta hết tiền rồi để cho nó bắn với con này kiếm chút đỉnh tiền nha nhét sớm quá thì sợ thua thôi màn nào ra mình giải quyết màn đó vậy wow 96 quá bao nhiêu máu đây hồi nãy mới có 86 giờ lên 260 rồi căng quá vậy <laughs> tăng lên 100 đam nữa là đi thêm một được một đoạn đường dài đó rồi đặt ra đại đi một em một em à, thêm một em một em rồi maximum rồi hết đặt được rồi rồi đặt con một thôi một thôi một vô <laughs> ủa đừng nói mắc luôn à hết tiền chứ không phải maximum vô đó thấy <laughs> chưa ba hai một tem esb thần trưởng <laughs> bố vô full đó, à, rồi mạng này quá chắc rồi bố vô full ngẫm hết nè anh em mang mười ba tên mười lăm nhưng mà hành tinh nam miếng nó thật là đáng sợ <laughs> quái mạnh mẽ như là mới đẻ luôn nên phải dùng esb tấn công thôi 160 à lúc đầu là 160 thôi lúc sau nó sẽ nhiều hơn chơi chiêu là dụ chơi dụ à tưởng làm cho đối phương chủ quan nghĩ là quái nó yếu ai à, chị một hồi nó mới ra quá mạnh lên, lên lên, hết tiền ở đây rồi nghèo nghèo dữ vậy biết gì nãy sống còn bún mắm ha EB <laughs> nó dài từ đầu tới cuối luôn cái này mà có thêm EB 4 nữa là đặt hết bản đồ được đó anh em 13 từ 15 rồi thôi khoan hãy nét vậy Coi tình hình coi sao, quái bao nhiêu máu đây 270 bảy cũng không sao hồi Nãy 256 nó cũng vậy Nói chung nó đúng xem xem 260 thôi 260 quái bắn Wow, bắn hơi bị ghê vậy Đó, nó xuống tới đây rồi Quái bây giờ nó sẽ xuống tới góc này cho tôi đứng hồi boss chắc nó đi vô nhà luôn quá Có con quýt là thắng chắc luôn Có con quýt từ nãy giờ nó lên Chắc cũng có 2 ba ngàn máu rồi Là boss nó vô chịu không nổi Lần này đi phải, lần sau đi phải nghiên cứu mới được này là tôi đi ngẫu nhiên thôi anh em tôi không có nghiên cứu trước chứ đáng lẽ phải nghiên cứu là cho đội hình như thế này đánh không nổi mình phải trả giá cho tôi thêm một sinh một con quýt nó để tôi tăng máu nhà chính lên <laughs> chạy 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 ô ô cũng ổn đó rồi vậy thôi mấy con này 400 máu mà bắn còn chết queo well mà rồi nhét luôn anh em tới màn 14 400 máu rồi nó chạy tới đâu nha 400 máu 400 máu chắc chạy 400 máu chạy tới đây rồi anh em nếu mà mấy ngàn máu chắc nó chạy vô nhà luôn quá khả năng là phải bán một hồi quái mà nó chạy qua cái đám EHB3 này thì sẽ bán con EHB3 đặt ở đằng sau vậy rồi 160 luôn vẫn là 160 không cái tem đầu nó sẽ là 160 điều hết Cái tem sau nó mới, mới bắt đầu nó tăng lên Up lên, up lên thôi Đừng ngại ngùng Vô, vô đó. Up lên kiếm bộ 7 tí đam nữa Hết tiền <laughs> Nói chung là tới mười 15 cũng sẽ up được hết tất cả thôi Coi cây nào chưa up không rồi up hết rồi Một phát nữa tới mẹ 15 rồi Cho vô không hoàn thành đi nữa thì cũng lết lết được sắp tới rồi Ô ô ô ô 204 Ôi sao quá nó đi nhiều vậy Chết chết nó đi xuống như mấy con dưới này luôn rồi Xuống đây thì nó hơi bị yếu đuối xíu à <laughs> Bắn hơi bị căng đó Rồi nó đi xuống tới con EFB2 luôn rồi ta Tới mẹ 15 chắc nó tới EFB1 quá Tiêu 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 Căng thẳng và hồi hộp quá maximum một em nè maximum một em nè rồi hết tiền rồi không biết có sống nổi qua khỏi đêm nay hay không mấy trăm vói đi bao nhiêu mấy trăm máu đây ta wow năm trăm hai rồi hồi nãy bốn trăm bây giờ tới năm trăm hai rồi bố vô full thì cũng không sợ tại vì con nào mình cũng update hết rồi qua 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 quá đi xuống hơi bị sâu rồi cũng được xong rồi nét luôn anh em màn mười lăm cứ ngồi đón chồng màn 15 thôi tháng thua gì cũng là đi tới màn 15 là cũng gọi uh, là có cố gắng lắm rồi <laughs> chúng tôi đã cố gắng hết sức rồi với hiếu studio uh, play hết trơn rồi rồi chẳng còn gì để chơi hết á tôi đem đúng có ba con thôi ủa còn đặt được sb mà à, chưa chưa full hả ta ý còn đặt được nữa nè <laughs> được miếng nào hay miếng đó cái thời buổi kinh tế thị trường này <laughs> được con nào ăn con đó à, được thêm vài con nữa vậy mà nãy giờ tưởng hết rồi cái hàng này cũng đẹp đó ta chụp hình cái nữa kìa đó chụp về làm thumbnail là hết sảy nè sao ta vậy đi ha <laughs> vô đó thấy chưa một đám sb luôn Vậy đây ông này kiếm gì dưới đây vui đây kiếm ống cống hay gì kiếm lỗ nào chui tốn hả ai ơi, ơi quái nó chạy xuống tới dưới rồi không xong rồi ấp mấy em này lên mặc dù là sb 1 nhưng mà vẫn có sức tấn công nó cũng được 13 chứ ít đổi gì nó lên Để coi còn nữa không ta ý còn được nữa à nhiều thế ý nữa à Ê, hết rồi <laughs> à, cũng dài đó <laughs> hàng này cũng đẹp đó quay tới quay tới một trăm mấy chuyện nhỏ sợ con bót ra thôi nè qua boss ra tới luôn quay bót ba ngày hai máu cái nhà mà được ba ngày hai thì ngon rồi căng quá căng quá bóp ba ngàn hai máu <laughs> rồi ơi à, không biết đánh ăn đánh đấm như thế nào đây hồi hộp ra cho đại Boss ba ngàn hai máu rồi còn hai ngàn rồi tôi sẽ bán những con rồi ở, ở đây đó, bán mấy con ở đây đem xuống đây đặt vậy bán không biết còn đủ tiền đặt không đó <laughs> mình chỉ cần du canh du cương một xíu thôi bán đem xuống đó ba ngàn hai hay ba hai Ôi còn có 1.600 à Không sợ các em ơi Thắng chắc rồi Chuyên gia chiến thuật đã tính toán hết rồi đó chưa Tính toán một phương pháp là đặt bờ bãi Coi quái còn còn nhiều máu đây Ôi còn có bãi trăm mấy cho vô nhà luôn á Cũng không thua nữa Đường này nó vô tới đây làm sao mà nó còn được nhiều Ôi ơi chiến thắng dễ dàng Hiếu sợ tu đi ồ ơi à, Ra đây mà nhận hàng nhé Bình luận đi thấy anh Quy đẹp trai chưa đó rồi, rồi chiến thắng luôn đi mới hết hàng SB1 là thua luôn rồi rồi video hôm nay đến đây luôn hẹn gặp các bạn ở những thử thách tiếp theo